cực kỳ chất cho nên là rất là thích. Cái áo hồng này thì Sanemo gửi qua lúc chiều hôm qua, thì hôm nay chị mặc trên live. Tất cả những cái thời gian qua quần áo mặc là của Sanemo hết nha cả nhà. Và có một điều bí mật hơn nữa là sắp tiết lộ trong tháng 7 là phải nói luôn là cực kỳ chất. Với sự thiết kế của Trang Nemo thì Tiền tin chắc rằng các sản phẩm sắp tới Tiền tung ra mắt thì sẽ rất là đẹp. Rồi, hello Nguyễn Thị Thanh Trúc nha. Hôm nay khách hàng thân thương của em, bất kỳ khách hàng nào vô cũng được tặng quà hết. Cứ 5 phút là mini game 10 phần quà, cứ 5 phút là mini game 10 phần quà cho khách hàng nha. Mua 1 được 2, mua 1 được 3, mua 1 được 4. Màu hồng dễ thương quá chị, cảm ơn mọi người rất nhiều. Là cái form rất là cực kỳ đẹp, ở form sau cũng cực kỳ đẹp luôn mọi người, ốc khác cực kỳ đẹp luôn. Ốc khác này chúng ta có thể mặc rất là nhiều kiểu, chúng ta có thể mặc gài nút trên hoặc là gài nút dưới tùy nha. Nói chung cái form ốc khác này chúng ta có thể gài rất là nhiều kiểu ha. Ôi xinh quá, xinh quá. Chị ơi em xài Beauty VIP kết hợp chung có được không chị? Nếu như mà mình có hợp như vậy thì mình xài vui lòng xài chị. Tùy một tuần đầu xài VIP, một tuần sau mình xài BB Cream thì chị nghe view là sẽ hiệu quả 100% nha. Và phân máu chuẩn đẹp quá. Đẹp quá mọi người ơi. Rồi những khách hàng nào cần tư vấn với chị thì inbox trực tiếp em tư vấn nha. Còn mua hàng như thế nào đó, chị ơi em xài BB Cream 1 giá như thế nào chị? BB Cream 1, BB Cream là giá của nó là 599.000 nha. Hello mọi người. Ủng hộ chị Tiền nha. Sếp ơi, bình thường đã cháy hàng rồi, sếp like làm sao em có hàng để giao cho các anh cháy hết luôn. Hôm nay Tiền cũng sẽ like giúp cho hệ thống Bình Dương tiếp cho mọi người. Bình Dương hôm nay là lên đây là bảo đường đường bỏ như ý. Hôm nay sếp trẻ chung quá. Trẻ chung thì cũng nhờ Trang Nemo đó mọi người ơi. Em xài cho BB Cream được 4 ngày rồi, da em sưng đỏ. Sưng đỏ mà chưa bông xài tiếp cho chị nha. Em yêu quên, bé Đức ơi, sưng đỏ mà chưa bông xài tiếp cho chị nha. Liệu trình là 4 đến 6 chai nha mọi người, nhưng mà xài 1 chai nó hiệu quả rồi thì nên mừng giùm em nha. Trời ơi, form áo cực đẹp. Cái form áo cực kỳ đẹp nha mọi người. Sếp ơi, bình thường sếp không like mà em đã cháy hàng, hôm nay sếp like nữa, chắc hàng đâu mà bán. Nói chung là cũng rất cảm ơn tất cả những anh chị em khách hàng ủng hộ thôi. Em xài VIP 1 được không chị? Được em yêu ơi, VIP 1 thì cho chị xem cái loại da của mình giùm chị nha. Nói chung là đây là ba siêu phẩm hit và hot của chúng em hiện nay. Đó, siêu phẩm hit và hot hiện nay nha mọi người. Combo hit và hot nhất hiện nay. Cho chị thêm một hộp bột rửa mặt nữa được không ạ? Trong nắng xài rất là ok, trong nắng xài bao căn bệnh luôn nha. Giá chống nắng là 359.000 được tặng cho mình một cái chai sữa tắm nha. Hôm nay bất kỳ khách hàng nào đi xem livestream của em cũng được tặng quà hết. Ok, được rồi. Bây giờ là Tiền sẽ tư vấn cho khách hàng. Đây là sâm VIP, sâm thai da VIP. Nó có chức năng là điều trị mụn, nám, tàn nhang cực kỳ hiệu quả. Giá của nó là 559.000. Và đặc biệt dòng sản phẩm này nó hạn chế sưng hơn cho mọi người. Nhưng mà đối với em da nào nặng thì em sẽ tư vấn xài sưng. Bởi vì xài sưng nó mới đào thải hết tất cả độc tố của mình nha cả nhà ơi. Cái dòng sản phẩm này là giá 559.000. Nếu khách hàng mua kết hợp với bộ rửa mặt giùm em thì giá của nó một bộ này là BB sâm VIP là 559.000. Còn bộ rửa mặt 379.000, chúng ta sẽ được tặng một hộp body và một hộp ủ. Chúng ta sẽ được tặng một hộp body và một ủ nha mọi người. Hôm nay là live dùm tiên Bình Dương nha mọi người. Hôm nay các bạn chốt đơn Nữ Giang nhắn tin dùm chị Nữ Giang ơi. Nhắn tin dùm chị Nữ Giang lên nha các bạn. Hôm nay chốt đơn team Nữ Giang dùm chị nha mọi người. Nhiệm vụ của Tiền là tại vì bạn Giang lặn lội đường xá xa thôi từ Cà Mau lên đây, cho nên là chị Tiền sẽ like hết mình, ủng hộ hết mình. Còn vật thể hệ thống hay ủng hộ cho chị Tiền nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hợp bộ sản phẩm này cho chị. Cái liệu trình của nó là 4 đến 6 chai đối với da mụn và nám. Thì chúng ta xức một ngày 2 lần cho chị. Trước khi xức thì chúng ta lắc đều sản phẩm lên cho chị nha. Lắc đều sản phẩm lên cho chị. Sau khi chúng ta xài bộ này hiệu quả rồi, sau đó chúng ta mới qua bộ này nha mọi người. Sau khi xài bộ này liệu trình 4 đến 3 đến 4 chai thăm xăm thì chúng ta cảm thấy nó hiệu quả rồi, thần tốc rồi, chúng ta mới qua tới bộ này nha mọi người. Bộ này là bộ quyết định cuối cùng giúp cho làn da căng bóng mịn và sẽ chích lỗ chân lông, bóng hồng sẽ chích lỗ chân lông. Giá của bộ sản phẩm này phải nói là siêu đỉnh đám luôn. Một sản phẩm Bimrim giá 559 ngàn, còn một rửa mặt giá là 379 ngàn. Hai bộ này nếu khách hàng có mua thì khách hàng mua chọn một trong hai bộ này rất là hiệu quả và cực kỳ hiệu quả nha. Ok, con heo nhất cho mẹ xài trong nắng nha con. Trong nắng là giá 359 ngàn chị ơi. Khách hàng ơi, vui lòng inbox thì em sẽ trả lời, em sẽ tư vấn cho khách hàng nha. Rồi, để đọc comment hay gì vậy? Ok.